Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Em là Nam, hôm nay em Nam lên sóng đồng hành cùng toàn thể tất cả các bác để giới thiệu cho toàn thể tất cả các bác một trong những siêu phẩm đến từ thương hiệu Lab Gruppen C68.4, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về sản xuất những cái dòng main công suất rồi, số 1, số 2 trên thế giới hiện nay các bác nhé. Trước tiên để khám phá vào nội thất thì em muốn các bác đi về vẻ bề ngoài của sản phẩm này để xem cái thiết kế cũng như là hình thức của em nó xuất sắc như thế nào các bác nhé. Đầu tiên đó là mặt ca lăng phía trước thì các bác có thể nhìn thấy mặt màu trắng và có hai cái hốc gió để hút tản nhiệt. Ở chính giữa thì đó là biểu thị cho 4 hàng đèn, biểu thị cho 4 kênh, và bên trong đây chúng ta xoáy cái nắp này ra thì chúng ta sẽ thấy được rằng 4 volume để chỉnh riêng biệt ở bên trong các bác nhé. Và đây là nút công tắc nguồn đó. Và ở đằng sau của em nó đây thì sử dụng đó là những cái rắc cắm tín hiệu và những rắc loa ra tương ứng với lại 4 kênh các bác nhé. Và đây là số series này, made in Sweden này đó, và điện là 220V các bác nhé. Và đây là những cái cần điều chỉnh hiệu ứng, điều chỉnh công suất cũng như là VPL đây, đó là volt pick limited để chúng ta điều chỉnh các bác nhé. Và chúng ta bây giờ sẽ khám phá ở nội thất bên trong xem em nó có gì và hình thức bên trong của em nó, xem là độ đẹp, độ xi nguyên bản của sản phẩm này ra sao thì các bác cùng em Nam khám phá nhé. Hàng tụ nó cũng tương tự như trên những con Lab 10.000Q nó, và cũng có bố trí hai cánh quạt tản nhiệt ở đây và một nguồn tăng bô ở chính giữa đó. Các bác nhìn này, độ mới, độ sáng của sản phẩm rất đẹp luôn, từ những cái con ốc trở đi đó, đẹp hoàn hảo. Và đây là một hàng sò Sanken, sò trường Sanken rất là nổi tiếng rồi, cho một cái chất âm vô cùng mềm mại và chi tiết sạch sẽ các bác nhé. Công suất của em nó thì đạt 1700W trên một kênh, 4 kênh các bác nhé, tại 4 ohm, và 1200W trên một kênh tại 8 ohm. Và giá hiện tại của em nó thì đang bán trên thị trường mới là 113.290.000 gì đó, em nhớ không chính xác, nhưng mà 113 triệu, gần 114 triệu thôi nhé. Thì trong tình trạng mà đẹp xuất sắc như thế này mà lại còn 4 kênh và cũng có duy nhất một em thôi, thì em Nam sẽ có một cái giá yêu thương đặc biệt trong cái dịp cuối năm này để các bác có thể sở hữu những cái sản phẩm chất lượng cao như thế này với giá thành hợp lý để chúng ta mua về chơi hệ thống âm thanh gia đình của chúng ta được hay nhất có thể. Thì em Nam sẽ để cho các bác một cái giá 45 triệu đó nhé. Thì các bác quan tâm liên hệ nhanh cho em Nam để chúng ta sở hữu con Lab Gruppen C68.4 này, một em duy nhất. Các bạn muốn mua con thứ hai em cũng không có, nên là các bạn nhanh tay, quan tâm thì alo cho em Nam. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, và đặc biệt là nhớ đăng ký kênh. Em Nam chuẩn bị đánh một dấu mốc tròn 9.000 lượt đăng ký kênh, lại tiếp tục có những chương trình tri ân vô cùng đặc biệt, có những phần quà để gửi tặng toàn thể các bác trong những dịp cuối năm này. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể bác đã luôn đồng hành ủng hộ Hoàng Nam Audio. Có những cái lời comment góp ý ở bên dưới thì các bác cứ comment ở bên dưới. Em Nam mà không biết nói gì hơn, cảm ơn những cái lời động viên của các bạn trong suốt thời gian vừa qua nhé.